chỉ cần một viên pin mà chạy được cho 4 quạt áp điều hòa, quạt áp 12V không đổi thang, chạy nước to nhất. Ở đây cho em xin giới thiệu cái quạt áp điều hòa 12V không đổi than và một số cái phụ kiện của nó. Thì đây là quạt 5 cánh kiểu thiết kế kiểu ninja cánh chéo này, cho tạo sức gió mạnh hơn. Đây thế hệ thứ hai, còn thế hệ đầu tiên là quạt kiểu như này. Đấy, tất cả đều là không thử than hết. Đây, em tháo anh xem đấy, không thử than, được làm 500 này. Cái cánh phần rotor này làm 500 này, rotor đúng như này đấy. Không thử than này. Cáp thì có thể cáp có loại là cáp cáp này, cáp USB này, cắm vào vi dự phòng nó cũng có thể sử dụng được, nhưng mà cáp này chỉ ra điện 5V thôi, nó không nuôi được quạt 12V này đâu, nó chạy rất yếu. Nếu muốn nuôi thì sử dụng cái cáp tròn này. Cáp tròn này thì nó có 4 đầu này, một cáp mà nuôi cho 4 quạt đấy, tha hồ mà sử dụng luôn. Nhà em có loại 3 quạt 4 quạt. Đấy, nhưng các anh cứ xem là cái loại cáp USB này nó chỉ dùng được quạt 5V thôi nhé, vì còn sạc điện thoại, tất cả các sạc điện thoại nó chỉ ra được điện 5V thôi. Thế cái này chủ yếu là sạc điện thoại, và nếu mà mình dùng quạt thì mình dùng quạt 5V thì nó chạy tiếp được, còn nếu mà chạy hết công suất mà khỏe thì dùng sang quạt 12V. 12V thì nó có hai quạt, nhà em có hai loại nha, loại đây là loại mới về nhé, còn loại loại quá phổ thông rồi, em bán được hơn 2 năm nay rồi.